toàn tự nhận mình là số 1. Em chắc là đá PES cũng phải là top trong đội không? Không, gần đây thì em bị xoán ngôi, bị chê rồi. Ai là người đá hay nhất trong đội? Đình Trọng này, Quế Ông Hải này, Bùi Tiến Dũng này, phong độ khá là tốt. Toàn tự nhận mình là số 1. Nếu mà không phải là môn đá bóng thì em sẽ chơi môn thể thao nào? Ngoài bóng đá ra thì có bóng bàn với cả tennis. Em thích chơi và em chơi cũng nói chung là tạm ổn. Anh nghĩ là có năng khiếu thể thao thì chơi môn gì nó cũng sẽ ở mức đúng rồi, khá trở lên. Đúng rồi. Cái công đoạn để làm quen với một cái môn thể thao đấy nó khá là nhanh hơn người bình thường với bọn em và với cầu thủ bóng đá.